Xin kính chào quý anh chị cũng như các bạn đã đến với Trung Thực Auto Vua Gầm Cao. Trung Thực Auto là đơn vị uy tín chuyên kinh doanh những dòng xe gầm cao đã qua sử dụng và có trụ sở tại 495 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, giao ngay với ngã ba Phạm Văn Đồng, rất là dễ tìm. Hôm nay thì em xin thay mặt cho anh Thái Thắng cũng như anh Xuân Viên giới thiệu đến anh chị hai em xe hiện đang có mặt tại nhà Trung Thực. Bên cạnh em đây là em Innova, Toyota Innova và Mitsubishi Outlander. Dạ vâng. Trước khi bước vào nội dung chính của video thì anh chị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ những mẫu xe nào mới về được cập nhật tại nhà Trung Thực nhé. Trong video này thì em xin giới thiệu. Đầu tiên thì chúng ta đến với em Innova này đi. Dạ vâng. Đây là em Innova 2.0, sản xuất năm 2021. Innova 2.0 sản xuất năm 2021 với ngoại thất màu bạc biển tỉnh anh chị nhá, biển tỉnh. Và em này thì là cá nhân một chủ. Đó, anh chị có thể nhìn thấy là nước sơn vẫn còn rất là mới, đời 2021 nước sơn vẫn rất là mới, nước sơn mới khoảng 90% anh chị nhá. Sơn này, em này là sơn zin ạ. Đó. Bạn quay phim có thể quay giúp mình gần gần đến cái phần đầu xe để cho anh chị có thể thấy cái nước sơn này. Nước sơn vẫn rất là mới nhá, nó không có một chút xước sát, không có một vết xước nào luôn anh chị nhá. Đó. Đó, về hệ thống đèn thì nguyên bản. Hệ thống đèn ở trên không chỉ em Innova này mà tất cả những em xe khác đang có mặt tại Trung Thực Auto thì đều nguyên bản anh chị nhá. Hệ thống đèn nguyên bản. Và về phần lốp đi ạ. Lốp và la răng nguyên bản. Độ mới còn 90% anh chị ạ. Đấy, vẫn rất là mới. Rất là mới nha anh chị nha. Ok. Bây giờ sẽ cho anh chị chúng ta quan sát phần động cơ hộp số đi. Dạ vâng, bây giờ em xin mời anh chị cùng quan sát phần khoang động cơ của em Innova này nhé. Đầu tiên thì cứ cho anh chị mình quan sát cái keo chỉ trước đi. Keo chỉ và nắp capo, ốc nắp capo. Đây anh chị có thể quan sát keo chỉ nhé. Mới anh chị nhé, nguyên zin luôn nhé, nguyên đai nguyên kiện và không mất phần nào anh chị nhé. Đó. Và ốc nắp capo thì vẫn rất là mới, không có vết xước và không có dấu vết tháo vặn anh chị ạ. Rồi, bây giờ bạn quay phim, bạn quay giúp mình phần máy móc động cơ đi. Máy móc động cơ là nguyên bản anh chị nhé. Từng con ốc, từng chi tiết nhỏ nhất đều vẫn nguyên theo xe luôn, không có dấu vết tháo vặn luôn anh chị ạ. Nếu có thì em sẽ báo chính xác cho anh chị. Nhưng mà xe của Trung Thực Auto thì không bao giờ có chuyện tháo vặn cũng như là cỏ máy đại tu, không bao giờ có chuyện đấy. Máy móc động cơ theo xe nguyên bản luôn. Đó, không đâm đụng, không ngập nước, không thủy kích anh chị nhá. Cam kết 100% bằng văn bản, có giấy tờ pháp lý luôn anh chị ạ. Ok, bây giờ thì chúng ta đi đến phần đuôi xe đi ạ. Dạ vâng, bây giờ thì em xin mời anh chị chúng ta cùng quan sát khoang hành lý. Đây này, bác chủ cũ thì có tấm lót thảm cho anh chị nhá. Tấm lót đây. Tấm lót đây anh chị này, vẫn còn rất là mới, mùi xe vẫn rất là mới ạ. Và đây là một rèm che nắng cũng theo xe luôn và ở sẵn trong đây rồi. Đó. Xe Innova thì là xe dòng MPV chuyên dụng thì luôn được mọi người yêu thích để sử dụng dịch vụ. Đó. Sử dụng dịch vụ rất là tiện bởi vì máy móc bền bỉ, cũng rất là giữ giá và chở được nhiều, chở được khách hàng nhiều. Đây, xe có cảm biến ở dưới anh chị nhá, cảm biến 4 điểm và hệ thống đèn nguyên bản luôn anh chị ạ. Ok, bây giờ thì em xin mời anh chị chúng ta cùng đến khoang nội thất nhá. Trước khi đi khoang nội thất thì đây, cho anh chị xem cái chi tiết. Tay nắm cửa thì đã có được bác chủ cũ ốp thêm cái này. Trông rất là xịn sò. Khá là bắt mắt đấy ạ. Dạ vâng, bây giờ em xin mời anh chị chúng ta cùng quan sát bên trong khoang nội thất của em Innova 2.0G 2021 này. Vậy xét về tổng thể, như các anh kỹ thuật viên cũng như các anh kỹ sư ô tô bên em đã khám thì tổng thể em Innova này độ mới còn khoảng 90% anh chị nhé. Không kể đến trong khoang nội thất mà kể đến tổng thể của chiếc xe. Rồi, đến vô lăng đầu tiên đi. Đây, ốp vân gỗ này, còn đây là bọc da anh chị nhé. Vô lăng mới 95% đấy ạ. Các nút chức năng tích hợp thì vẫn mới, sử dụng ok luôn. Không có dấu hiệu mờ nhòe và da thì cũng không có vết sờn rách anh chị ạ. Đó, anh chị có thể nhìn thấy này, bảng hiển thị thông tin và đó, màn hình thông tin này, màn hình giải trí này đều sử dụng bình thường anh chị nhé, hoạt động bình thường và vẫn còn mới anh chị nhé. Đó, các nút chức năng cũng thế.
về da ghế đi, chất liệu da vẫn ngồi vẫn có sự đàn hồi các anh chị nhé. Tuy nhiên là có một vài chút vết bẩn thì ghế đã qua sử dụng thì nó cũng không tránh được đâu ạ. Về chất liệu da thì về chất liệu ghế của chiếc ghế này, của những hàng ghế ở trong em Innova này thì độ mới khoảng 85-90% ạ. Đó, có những vết này thì không thể nào tránh khỏi được anh chị ạ. Rồi đó, mọi thứ thì trong khoang lái thì sử dụng vẫn khá ok, 85-90% độ mới anh chị nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa anh chị đến khoang hành khách ạ. Bây giờ em xin mời anh chị chúng ta cùng quan sát khoang hành khách. Về cái chất liệu ghế thì nó cũng không khác gì hàng ghế đầu tiên. Và có kệ để đồ anh chị nhé, kệ để đồ này. Rất là tiện luôn. Đó, gập xuống, quá gọn. Hộp để sách báo, tạp chí. Đó, chất ghế da. Thì anh chị để em kéo cái này ra cho anh chị xem, bệ tì tay ạ. Bệ tì tay đây. Đó, chỗ để cốc này rất là tiện, anh chị không sử dụng anh chị lại nhấn nó vào thế này. Đó, ngồi được 3 người luôn. Chất liệu ghế da còn mới khoảng 90%. Và ở đây bác chủ cũ thì có lót tấm thảm anh chị nhá. Đó, nó có các núm như thế này này thì sẽ không bị xê dịch cái tấm thảm, rất là sạch. Và khi mà mình ngồi lên thì nó sẽ tấm thảm nó vẫn cái cố định được cái vị trí, nó không bị xê dịch. Rồi, rất là tiện. Dạ vâng, hiện là Trung Thực Auto đang báo giá cho em Innova 2.0 sản xuất năm 2021, hồ sơ cá nhân một chủ này là hơn 840 và dưới 850 anh chị nhá, gần 850 ạ. Chính xác là gần 850. Dạ vâng, mức giá này thì hoàn toàn có thể thương lượng anh chị nhá. Ok. Và em này thì odo 1,1 vạn ạ. Lúc nãy thì sorry anh chị là em quên thông báo. Odo 1,1 vạn anh chị nhá. Dạ vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến em xe thứ hai trong video ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, sorry anh chị là video có sự cắt ngang là bởi vì bên em hôm nay đang có khách xem xe, cho nên các bạn phải đánh xe từ bên trong ra, cho nên video nó bị gián đoạn một chút, anh chị thông cảm nhé. Vâng, hôm nay thì em xin giới thiệu đến anh chị em thứ hai ở trong video ngày hôm nay, đó là em Mitsubishi Outlander 2.0 Premium sản xuất năm 2021. Ngoại thất màu nâu. Biển em này là biển thủ đô anh chị nhé. Biển thủ đô thì rất tiện cho mình, nếu mà mình không có ý định đăng ký lại biển sẽ tiết kiệm được khoảng 20 triệu đồng đấy ạ. Và em này thì là hồ sơ cá nhân một chủ anh chị nhé, hồ sơ cá nhân một chủ sản xuất năm 2021 anh chị nhé. Nước sơn zin anh chị nhé. Đó, rất là mướt anh chị ạ, rất là mướt. Ở đây có một vết bẩn thì cái này mình đi rửa thì nó có thể hết anh chị nhé. Đó, không ảnh hưởng gì đến nước sơn đâu ạ. Rồi, hệ thống đèn nguyên bản, hệ thống đèn nguyên bản anh chị nhé. Rồi bây giờ thì phần lốp đi ạ. Phần lốp độ mới khoảng 85% anh chị nhá. Cả la răng cũng vậy, nguyên bản. La răng nguyên bản theo xe luôn. Dạ vâng. Bây giờ thì em xin mời anh chị chúng ta cùng quan sát khoang động cơ của em Mitsubishi Outlander này nhá. À, đầu tiên thì đến keo chỉ đi. Không thể thiếu đấy là đến keo chỉ. Ok anh, keo chỉ đấy chị nhá. Nguyên zin nguyên bản nhá. Không mất phân đoạn nào đâu anh chị nhá. Cả ốp nắp capo nhá. Nắp capo chưa có dấu hiệu tháo vặn đâu anh chị nhá. Đó, kể cả những em ốc máy cũng như thế, ốc máy cũng như thế. Chi tiết nhỏ nhất, sorry anh chị là máy hơi bụi. Khoang động cơ thì không tránh khỏi được. Đó, rồi ok. Động cơ, máy móc, hộp số, hệ thống khung gầm. Không chỉ em Mitsubishi Outlander này mà tất cả những em xe khác đang có mặt tại showroom của Trung Thực Auto thì đều 100% nguyên bản anh chị nhá. Mà không có máy đại tu, không đâm đụng, không thủy kích, không ngập nước. Đó. Và giấy tờ thì bên em có cam kết bằng văn bản cho anh chị. Giấy tờ hồ sơ có nguồn gốc pháp lý rất là rõ ràng, không tranh chấp, không phạt nguội, không cầm cố. Đó. Bên em thì 100% luôn tự tin về chất lượng bên mình. Nếu mà bên em thì luôn khuyến khích khách hàng qua trực tiếp showroom để xem xe và trải nghiệm xe cũng như lái thử xe. Nếu anh chị không thể qua được ban sáng thì mình có thể qua buổi tối vì nhân viên bên em túc trực 24/24. Hoặc nếu mà anh chị ở xa không có dịp mà qua được showroom bên em ấy, thì bên em sẽ nhận ship xe về tận nơi, nhận cọc online anh chị nhé. Và ship xe về tận nơi để cho anh chị trải nghiệm. Nếu không đúng như những gì trung thực mô tả thì bên em sẽ hoàn trả lại cọc cho anh chị và chịu mọi chi phí vận chuyển. Vâng, hỗ trợ khách hàng tuyệt đối luôn anh chị nhé. Dạ vâng, bây giờ thì em xin mời anh chị chúng ta cùng vào khoang nội thất của em Mitsubishi Outlander này nhé.
Dạ vâng, bây giờ em xin mời anh chị chúng ta cùng quan sát bên trong khoang lái của em Mitsubishi Outlander này ạ. Đầu tiên là về vô lăng, độ mới là 90% anh chị ạ. Đây, bằng da, chất liệu bằng da và không có vết sờn rách anh chị nhé. Điều quan trọng thì trong video nào em cũng phải nhắc lại, đó là không có vết sờn rách và độ mới còn lại, và độ mới còn lại của các bộ phận trên xe. Đó, các nút chức năng thì không bị mờ nhòe, các tính năng hoạt động vẫn rất là tốt, hai màn hình hiển thị vẫn rất là tốt, hoạt động trơn tru bình thường, hệ thống đèn, hệ thống camera hoạt động trơn tru bình thường, không có bất cứ một vấn đề gì cả. Bởi vì trước khi xe về cửa hàng là các anh kỹ thuật viên cũng như các anh kỹ sư dày dặn kinh nghiệm bên em thì đã phải kiểm tra rất là kỹ càng rồi thì bên em mới đánh xe về cửa hàng và mới bán cho khách hàng, cho nên anh chị hoàn toàn có thể yên tâm nhé. Đây, ở dưới cần số, bệ cần số đây ạ, thì có ốp gỗ trông rất là sang anh chị ạ, rất là sang, rất là sạch. Đó, hộc để đồ này, hộc để đồ. Màn hình này tuy hơi bụi một tí nhưng mà không ảnh hưởng gì đến chất lượng hiển thị đâu anh chị nhé. Bụi thì mình không thể tránh khỏi rồi ạ. Điều hòa và có cửa sổ trời một khoang anh chị nhé, cửa sổ trời một khoang. Đó, cửa sổ trời một khoang. Chất liệu ghế là chất liệu da, chất liệu da. Và da vẫn có độ đàn hồi, vẫn có độ mịn mướt anh chị nhé. Ghế da thì còn mới khoảng 85% ạ. Tổng thể xe theo em đánh giá và theo các anh kỹ sư bên em đánh giá nhé. Theo các anh kỹ sư bên em đánh giá thì tổng thể của chiếc Mitsubishi Outlander này mới 85%, mới khoảng 85% đến 90% anh chị nhé. Ok, bây giờ em xin mời anh chị chúng ta cùng quan sát ở đằng sau khoang hành khách. Dạ vâng, sorry anh chị là lại quên không cho anh chị xem odo của em xe này. Odo của em xe này thì là hơn 1,4 vạn odo zin theo xe, 1,4 vạn. Bên em thì không có cái chuyện tua lại odo đâu anh chị nhé. Rồi bạn quay phim quay giúp mình cái phần ốp cánh cửa đi, ốp cánh cửa và phần keo chỉ nhé, để cho anh chị quan sát là em nói mọi thứ đều chính xác 100% và không hề lươn lẹo đâu ạ. Mọi con ốc trên em xe này thì không hề có vết tháo vặn và keo chỉ thì không mất phân nào. Đó, và một vài chi tiết thì có ốp gỗ, ốp giả gỗ trông rất là đẹp, trông rất là phá cách. Rồi, đó, và chất liệu ghế da cũng 85% như em báo cáo với anh chị lúc nãy, 85% và cũng có bệ tì tay. Sorry anh chị, là nó hơi khó mở ra, tại vì khít quá anh ạ, gãy móng. Đây, có bệ tì tay và tích hợp luôn chỗ để nước anh chị nhá. Rồi, da vẫn còn độ đàn hồi, vẫn còn độ đàn hồi anh chị ạ, không sợ đau lưng hay ê mông gì đâu ạ. Đây, ghế có hộc đầy đồ này, có cả điều hòa mình có thể chỉnh được, có cổng sạc ở dưới. Ok. Dạ vâng anh chị ơi, hiện ở trung thực Auto đang chào giá cho em Mitsubishi Outlander 2.0 phiên bản Premium sản xuất năm 2021 này là hơn 800 triệu, cụ thể là hơn 880 anh chị nhé, hơn 880 và dưới 900, gần 900, hơn 880, gần 900 ạ. Mức giá này thì hoàn toàn có thể thương lượng anh chị nhé. Em xin báo giá lại một lần nữa cho anh chị về hai em xe này. Thứ nhất là em Innova, hai em thì đều có giá hơn 800, nhưng em Innova là dưới 850, còn em Outlander này là dưới 890 anh chị nhé. Innova là dưới 850 ạ, còn Outlander là dưới 890 anh chị nhé. Và hai em thì đều là hồ sơ cá nhân một chủ, chất lượng thì không cần phải bàn cãi đâu ạ. Mức giá thì hoàn toàn có thể thương lượng rất là, một cách rất là dễ dàng. Và nếu mà cái mức tài chính của mình không đủ ấy thì mình có thể trả trước 30% tổng giá trị của xe, 70% còn lại thì bên em sẽ hỗ trợ anh chị trả góp tối đa lên đến 7 năm anh chị nhé. Vâng, kết thúc video thì em cảm ơn anh chị đã xem hết và kính chúc anh chị sức khỏe, vạn dặm bình an và mong rằng anh chị sẽ sớm được thỏa mãn ước mơ gầm cao của mình.